Bão số 1 được dự báo sẽ gây mưa lớn kèm theo sóng lớn và chiều cường tại khu vực ven biển. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa bão, các địa phương đã chủ động lên kế hoạch, sẵn sàng ứng phó. Để chủ động ứng phó với bão, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các sở ban ngành thành phố và các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão đã được phê duyệt. Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị chủ động điều tiết nước phòng chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu vực đô thị và khu công nghiệp, kiểm tra rà soát hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai, các công trình đang thi công, các khu nhà cũ yếu, sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Còn tại các khu vực vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng được dự báo có mưa lớn, các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án ứng phó, chỉ đạo lực lượng xung kích, rà soát, khơi thông dòng chảy, các điểm tắc nghẽn trên dòng sông suối, rà soát phương án sơ tán dân ở khu vực có nguy cơ cao ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.